Lao Cơm tụi Heo VKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT. Thì sau cái video hướng dẫn hôm bữa thì Heo thấy tài khoản còn 3 triệu thì chúng ta nên đi tiêu phí quay tướng rồi này nọ ha. Nên Heo quyết định là hôm nay chúng ta sẽ làm cái video quay hết 3 triệu trong cái event. Mà Heo chưa biết là 3 triệu đó là mình mua được cái giống gì trong cái event này nữa. Đây, không phải, mua đâu bất ngờ là cái event rồi. À, đây nè, cái event Stabo Soba gì đó. Ok, đâu mất mẹ nó rồi. Ủa, ta nhớ cái event mới nằm đây mà anh em. Lắc thiệt luôn á. Còn game đông người chơi hay gì nó lắc quá mà. Ồ, à nhưng mà đây là bàn thôi. Ủa, đâu rồi? Ủa, rồi cái event quay con ngã xe đâu rồi ta? Chắc hết mẹ nó rồi quá. Hey. Cái thì ra nó nằm ở đâu ở đây chứ ta? Nhận được không? À, quà nạp mới nhận được. Như đây đúng không? Không, không, không. Như đây tới bên đúng không? Đó đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À, người bé làm thử cái coi. Ok, quẩy hết nha, để coi quay bằng kim cương có không. À, ôi mở một cái 3, 4 con, 5, 6 con. Wow, mà một lần quay của nó lên tốn 2, 4, 5, 200 mấy là các bạn. Ở dưới đây chúng ta quay được mười mấy lần quá. Mà thử hết hả? Ê, chứ để làm gì giờ? Còn 3 triệu mấy kim cương à, giờ chưa biết xả vào đâu. Ờ, họ được có mảnh không ta? Ờ, được mảnh không kìa. Chà, mở được mà con AC là chắc là thôi lấy ạc đi chơi luôn đó chứ. Mà cái game này các bạn chiêu mộ liên tục thì nó lại không có hiển thị cái hình giật các bạn. Đó, ví dụ như vậy nè, mở thêm cái nữa thì nó sẽ không có hiện ra. Nó bất tiện vậy đó, mày heo thích mình quay cái mình biết được là ừ mình chiêu mộ được con nào các bạn. Đó, killer, ok, killer. Công chúa tập người lục. À, Jimber B, ui Jimber viết là gì vậy ta? Oh wow. Heo muốn kiếm một con ba ớt gì con LR tướng tím với các bạn. À, không biết là phải kiếm ở đâu đây. Ui, một lần quay mà ra 3 con. Wow, 4 con, 3 con đỏ, nổi gì đâu. Ok, như đây chắc còn khoảng 3 lần quay nữa là hết rồi các bạn ơi. Đây, xả hết mà để coi quay ra được những gì, biết đâu hên hên vô top mai chịu quay lại coi top lụm được không. Moria, nhưng mà quay ở đây ra nhiều tướng lắm nha. Đây có nè, đây 1, 2, 3, 4, lần nào thấy tối ra hết rồi hả? Hết rồi các bạn ơi, còn có 9 mấy ngàn á. Ui, nhanh quá. Ui, chọc bắn quá, hết rồi. Ta lên được top 54. Top 54 thì top 54 méo có quà luôn. Đậu tương đó. Trời, đó mới thấy top 54 mà không có quà. Trong top 20 là hay gì, top 100 là phải có quà chứ ta. Đá thôi các bạn ơi. Chuyện đi săn nè, cọc cọc rồi. Ok. Này chọn 2 con tướng
ba con tướng mà thôi để nó đi chứ. Được rồi nè. Đó, ôi Moria này nhìn mấy cái background của nó nhìn đẹp không thôi. Relay nè. Trời ơi. Trời man. Game 366 nè. Con tướng mới rồi hả? Giờ tập sao để cho nó ngang ngắn nè, để mình biết con nào mình có nhiều hồn đó. Bên này hình như còn nữa đúng không? Rồi bên này còn nữa nè, một đống luôn. Wow. Ok. Đó, còn nhiều lắm các bạn ơi. Quá trời cơ hồn bên này nè. Quá trời. Phải ghép nó lại rồi chúng ta mới nâng nó lên được. Ôi tính ra lâu lắm mà nhân vật này mạnh vãi có lình luôn mà Oda không cho quay lại các bạn. Thì khá là tiếc hả? Oda mà cho Enyu hay là Eni gì đó của các bạn quay lại là ngon. Có một trận combat đầy mãn nhàn. Giờ chả biết là En nó chạy đi tới phương trời nào rồi. Oh man. Wow, như mấy cái đó là ga mạnh chứ hồi nãy giờ chúng ta quay chúng ta đâu thấy ra con đó đâu ta. Ơ đụ. Ba bốn con luôn hả? Còn ba con nữa. Ui, AC nè các bạn, có AC LR nè, 80 mảnh nè. Trời ơi, ủa phải LR mà chỉ là LR đó, 80 mảnh là LR hết. Ồ, cũng có được 10 hồn của Miho nè các bạn. Miho mình như để coi. Nè đúng rồi đúng rồi. Ồ, vậy mỗi ngày là chúng ta được 10 hồn của con Miho. À, 8 ngày là một tuần lễ là chúng ta được một con LR rồi đó các bạn. Này, game cũng dễ chơi quá ha. Dễ chơi dễ chút thử thiệt. Bây giờ đổi cái con nào đó ra để mà đi quẩy thôi chứ. Nhưng mà đừng có nâng nó lên. Nâng nó lên là có thể là thu quá. Đổi được con nào đổi không? Đó. Được được được. Có đội hình mạnh tiếp theo đi đánh test rồi. À, gốn hết 3 triệu mà quay ra được có vậy đó các bạn. Trời ơi thấy cũng hơi buồn. Được có mười mấy hồn của con Ace. Thôi để 3 triệu đó mình nâng lên cho mấy con này cho nó ngon. Ồ. Ghê à. Ôi ghê à. Tìm bơi. Ồ. Ôi mấy con kia không kịp đánh luôn. Nè có su rồi mê, có su tệ rồi nè. Đó. Rồi link neo để với phần mô tả ha. Có hướng dẫn của cách chơi, nhận quà và nhận vé tệ 1000 tệ đầu game. Cũng như là có dẫn chỗ mà để cho các bạn biết đường mà nạp luôn đó nha các bạn. Link thì theo sẽ để dưới phần mô tả hết nha. Ui, tính là đang con Zip B ngon đấy. Đúng không? Ui, Zip B nó vô là... Zip B ta đâu có mở được nhiều đâu. Rồi, Zip B không có mở được nhiều. Nếu mà mở được con GP, nâng GP lên là hợp. Đổi mấy con khác vô test thử coi. Nguyên liệu, ok. Rồi, Moria nè hả? Đây. Cho mấy con này để vô nó đánh thử để cho... Đó, ôi, hình đẹp chứ bộ anh em. Rồi, đây. Ừ. Ủa. À, con thằng đèn này là... Riêng. Nhớ, tự nhiên nhớ con thằng đèn này là ở bên nên chung với thằng này. Rồi, hai con đó là khác nhau. Ủa, đậu vậy thôi đó hả? Trời ơi, chán vậy bộ.
rồi, hai con này đúng rồi, bức. Chỉ có mấy con mà nó mạnh mạnh nổ cứ hôm thôi nè. Giờ rồi, đây vô lại rồi. Đây, tưởng đó là 3 triệu quay được event thơm, ai ngờ quay được có mười mấy lần à. Ok, thôi. Chắc video cũng khoan, từ từ để ra hướng dẫn cho các bạn đây. Cho các bạn nào chưa biết mua kim cương đồ lấy vé tại đồ đâu hả? Đó. Rồi có ông nào nậu không? Mà nậu vậy thôi hả? Ui cái đám này nậu xấu vãi cả lăng. Thiệt luôn á, nó không có cái chiều ấy, nhìn nó nậu xấu. Bởi vì ta nói hero nó chia ra hai loại các bạn. Một loại là một loại là 50 con ghép 3 loại lần, một loại là 50 con 50 hồn ghép lại một con, một loại là 30 hồn ghép lại một con. 50 là như con này nè, đó khủng long rồi này nó mega long rồi. Còn một loại 80 là mấy con này rồi, hỏi nói rồi hả? Đấy. Mấy con hồi nãy nổ trúng quắc này như này nè. Mình mở cũng được nhiều tướng chứ bộ anh em. Đây, bây giờ, nè, đó, ôm được 5.000 hả? 5.000. Ồ, nhưng mà mấy cái này phải lên level mới cắt được cái này. Ủa, lên được rồi nè, không phải lên level mà cài ải á các bạn. Ừ, các bạn lên ải càng cao thì mở ra được mấy cái này hết luôn. Cái này mở ra luôn tới cái này luôn. Mà như là ai cao lắm chứ ai hấp mua không được nó đâu. Còn tới khá nhiều tệ mở hết rồi, nay có 500 tệ rồi. Đây, mua thêm cái này nữa rồi hết rồi, còn có 6 tệ rồi. Tối đa là một tối đa là 5.000 tệ mà hôm nay chúng ta có 500 tệ để chi tiêu à. À, ok hả? Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Gì đây? Có kết bạn hả? Mới chơi đâu mà kết bạn. Ok, bye bye.